Hello, vợ chồng Quân Lực xin kính chào quý cô bác và các anh chị em nhá. Chào mừng tất cả mọi người đã đến video tiếp theo của vợ chồng Quân Lực. Chào tất cả mọi người nha. Là hôm nay là vợ chồng mình đưa bé lên ngoại. Thăm ngoại. Nhưng mà ngoại không ở nhà. Ngoại là đi bố mẹ mình là đi xem ruộng rồi mọi người ạ. Là tí nữa bố mẹ vợ của mình mới về, đang đi xem ruộng ở bên kia mọi người. Này có mấy chị gái ở nhà đâu. Ây dô. Thế nhá, tôi muốn ăn. Cứ làm cái mồm kìa này này cả nhà. Không cười nữa à? Hôm nay sao hai mẹ con ai cũng màu hồng hết thế này? Mẹ thích màu hồng cho mẹ cho cả con cũng màu hồng nữa. Không khí hôm nay thì trời rất là mát rượi lớn là mọi người. Không trời không nắng, không mưa. Nhưng mà hiện tượng là sắp mưa rồi. Là hôm nay trời mát mẻ như thế này thì mình mới đưa bé nhà mình lên đấy mọi người. Còn thường thường là trời nắng nên là mình cũng ngại đưa lên lắm mọi người ạ. Tí về lại bị ốm. Là hôm nay là hội mình lên đây là sẽ về hái su su. Mẹ vợ mình bảo là có nhiều quả su su ấy thì hôm nay là hội mình lên hái quả su su. Nhưng mà cô Lực thấy chẳng có cái quả nào đâu. Mua gà về ngủ rồi. Hả? Đang hay mà là mua gà về ngủ rồi. Lâu lâu anh con rể mới lên. Mua gà nhưng mà có ai uống rượu cùng đâu. Cả nhà bây giờ đồng hao của chồng mình là đi làm, đi công ty hết rồi, không có ai ở nhà uống rượu nữa hả nhà. Thì ở với uống với bố vợ. Bố vợ uống hai chén là say rồi. Gì đã say. Ủa, cái túi bé này đẹp nhỉ? À nhưng hình như không phải bán ra cái này. Cái loại này có mà, chị đây cũng may mà. Nó biến được con từ sau. Cái này là chị đây thật tự tay may luôn. Nếu mà ai mà muốn đặt thì mọi người nhắn qua Facebook cho mình. À nhắn qua Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp thì sẽ bảo chị mình may nhá mọi người. Một cái này thì 200 nghìn thôi, rất là rẻ luôn. Mà cái loại túi này thì mình đeo nó không biết hỏng đâu. Kiểu là mình không giặt ấy thì nó mới cũ thôi, nếu mà mình giặt thì nó lại mới tinh lên. Thế á? Đây. Đây này chị đang may này. Trước á, em cứ ngồi may hàng tuần thôi. Nhưng mà không biết may à? Không biết may chứ. À, lúc đấy thì vợ chồng mình lên là vợ chồng mình cũng mua 2 cân vải lên cho cả nhà mình ăn á. Nhưng mà hôm nay thì nhà mình thì nói chung là có rất nhiều cháu luôn ấy mọi người. Nhưng mà các cháu thì đã ở nhà rồi chưa đến. Tí nữa trưa mới về. Về ăn thịt gà. Về ăn thịt gà. Là tí mẹ vợ mình là đang ở dưới chợ mọi người. Là có mua một con gà về mời vợ chồng cô được ăn. Không mua gà thì mua thịt lợn. Thôi, mình muốn chuẩn bị về nhà rồi nhỉ? Chuẩn bị về nhà gì? Ở đây ăn cơm rồi. Không ăn nữa. Không, ở đây ăn cơm. Anh thử nói với mọi người xem là từ lúc lấy về anh đã ngủ ở đây lần nào chưa? Cô Lực là từ lúc lấy vợ mình từ lúc lấy vợ mình ấy thì được 1 năm rồi. Được hơn 1 năm rồi. Là cô Lực là ngủ không lần. Ngủ không lần ở nhà ngoại, hết nhỉ? Con Hân cũng ngủ không lần nhỉ? Úi dồi, làm gì à con? Xinh thế nhỉ? Xinh thế nhỉ?
đang kiếm mua cái này. Còn lúc chưa lấy thì ngủ một lần, lúc vừa lấy rồi thì ngủ không lần nhá cả nhà. Lúc tán thì người ta phải về ngủ để câu, để tán bố mẹ trước chứ. Hay còn ngủ ăn sáng đây uống rượu. Ở đây còn không phải đây uống rượu cùng bố vợ mà khách tự uống rượu ở nhà xong mới đến nữa. Ở đi xem con chó này nhỉ, con chó đẻ à? Con đẻ. Ôi nhưng mà con chó kiểu chó này cũng giống như chó của chị ấy. Thì con chó này nó đẻ. Nó quen mình mà. Wow. Con chó này rất là khổng lồ luôn. Chó này trước là lúc bé bé là chó xù ấy mọi người. Người ta giả hàng mấy triệu không bán, giờ lại thành chó xấu rồi. Giả 2 triệu. Thì trước là cái con chó xù này người ta giả 2 triệu xong người ta đặt cọc trước 500 xong người ta lại không muốn lấy nữa. Thế mình được tiền. Được rồi. Được tiền đặt cọc rồi. Nhìn nó rất là khổng lồ. Con chó này không giống như con chó của nhà mình đâu. Con chó của nhà mình thì nhìn cả đời nó vẫn nhỏ. Con chó này càng nhìn nó lại càng to lên. Đây mọi người thấy con gà này lông nó ngược lung tung hết rồi mọi người. Mọi người thấy con gà này kỳ quái không? Quái vật. Gà lông ngược. Lợn của vợ chồng cô Lực mang lên giờ chắc là cũng vẫn bé tẹo tẹo tẹo. Mẹ bảo là nó không biết đòi giống, nó béo quá. Đây này. Cứ khi đòi không biết à. Nó béo hết cỡ. Mọi người được ăn ngô nhiều quá nên nó mập mập quá lợn nè. Đây này, này con chó kia này. Wow, con chó. Con chó này thì đang ăn ngô. Đang đẻ mọi người. Đây này, có một con đen, con trắng, nâu. To, đẻ hết nhà mình nhỉ? Con chó này vừa đẻ ra to thế rồi. Không, nhưng mà kiểu là con chó này đẻ sau nhà mình. Mỗi tội là con chó này không dám đến gần đâu. Nó con to này sợ biết cắn. Ở nhà có nhiều gà thế mà vẫn phải đi mua á? Dạ, bữa trước không bắt được. Hả? Bữa trước không bắt được. Mẹ bảo có nhiều su có thấy quả nào đâu. Mẹ hái đi hết rồi. Tí mình đi tìm được. Ở dưới kia có một cây nữa. Ở dưới kia còn có nhiều quả lê nữa. Nhưng không có rau ăn thì hai cái hoa chuối kia về luộc ăn lắm. Hoa chuối này không ngon đâu. Ăn hoa chuối về để luộc ăn thôi. Hoa chuối thì chỉ nộm thôi, nhưng mà hoa chuối rừng mới ngon. Hoa chuối mang về luộc. Hoa chuối này không ngon đâu. Hoa chuối kia, hoa chuối rừng. Mấy cây kia hoa chuối rừng mới ngon. Tại mấy cái người cây dưới này toàn là cây mấy rừng thôi. Wow. Trời ơi, anh giải thích cái này cho em. Cái gì? Giải thích cái này đi, cái này chúng em đau quá. Nó là cái cục phới. Cục trừ ma. Sao con cứ làm cái mồm cái kiểu này à mọi người à. Nên. Ê, làm gì à con? Cái mồm cứ làm xấu á. Bèo. Áo. Áo. Ngại quá rồi nhỉ. Ngại quá nhỉ. Ngại lên sống quá nhỉ. Giờ dưa chuột thì toàn quả siêu khổng lồ luôn á mọi người. Đấy, dọc đường còn nhìn thấy. Không muốn ăn. Cái gì? Nhà vợ toàn những cái cây đột biến, cây lung tung trưởng. Các loại cây rừng. Nói chung là ở gần chỗ xung quanh nhà vợ mình thì toàn rừng thôi mọi người. Hầu như chỗ nào cũng toàn cây cối luôn. Đây có hoa nè. Ô, không biết quả lê dưới cái ớt Thành ăn đâu nhỉ? Nhiều
Cà lê năm ngoái ra hái đây. Cây xấu hổ mà bây giờ cây xấu hổ nó vẫn có ở trên này. Đây á, cây xấu hổ đấy. Động một phát là nó xấu hổ luôn. Đấy. Đấy. Cây sợ người. Cây xấu hổ. Sao chị nó xấu hổ quá, tí nó lại dậy. Ai này. Trời ơi, cái hoa này nó kiểu hả? Đây dưa chuột thì đầy mà đây này. Bây giờ ở gần ven đường thấy đợt trước cu lực ra đi tìm mãi không thấy quả nào, chỉ có hai quả bé bé này. Giờ dưa chuột thì quá nhiều luôn á mọi người. Cu lực là xin phép mọi người cắn một miếng. Rất ngon. Ngọt. Hái một quả ăn nữa rồi. Hả? Cô lừa không chui vào tận trong nữa đâu. Gớ lắm, ngô, cây ngô. Này mọi người, dưa chuột bây giờ đi tới đâu có quả tới đấy nhỉ? Hả? Ở đâu? Ở bên này. Ở đâu? Ở bên này. Cả nét? Không, còn dưới. À. Ủa, vừa ra tới đầu đó có hàng mấy quả luôn nha mọi người. Quả này vàng là rồi. Bữa ăn không? Tí nữa lại ngã. Wow. Ăn quả này nhá. Thôi to quá mọi người, rất là ngon luôn nhá. Mời cả nhà ăn nhá. Đây, em bé nhà mình cũng đang ăn. Mình ăn quả bé bé thế này mới ngon này. Giữ chân đậm bạn. Hả? Cái mận gì mà quả bé tí nha. Mận chua thôi. Wow. Ăn quả này nhá. Thôi to quá mọi người, rất là ngon luôn nhá. Mời cả nhà ăn nhá. Đây, em bé nhà mình cũng đang ăn. Mình ăn quả bé bé thế này mới ngon này. Giữ chân đậm bạn ạ. Hả? Cái quả mận tà văn. Cái mận gì mà quả bé tí nha. Mận chua thôi. Cây lê nhà bố vợ mình là quả nó hơi bé mọi người này. Không có quả mấy. Thôi không hái nữa. Mấy nữa, em bảo là mấy nữa mình đến xin cái nền này để làm nhà. Ôi da. Trời ơi, rau thì ăn thoải mái, quả ra ngoài một phát có quả ăn luôn. Hái trái con. Hai người thích màu hồng. Yêu màu hồng ghét sự giả dối. Phải không? Thế mà có chút chấm thì rất là ngon rồi.
súp mì tôm. Là tầm khoảng hơn tháng nữa là chắc chuẩn bị là được bẻ ngô nhá mọi người. Ô, hôm nay bẻ ngô thì không có ai bẻ cùng nữa rồi. Hả? Hôm nay bẻ ngô thì không có ai bẻ cùng nữa rồi. Năm nay bẻ ngô thì chồng bảo bận đi làm việc khác rồi. Bởi vì kiểu là trên mình nghe người trẻ thì người ta đi làm công ty hết rồi mọi người. Bây giờ chỉ còn người già ở nhà. Người già với lại vợ con ở nhà để làm việc nhà thôi. Còn lại là đi làm công ty hết. Nhà mấy nước thì vợ chồng mình cũng đi làm công ty. Đi làm công ty nhá. Đợi em bé 1 tuổi đã. Em bé 1 tuổi thì em bé ăn tí nhá. Ăn sữa ngoài. Nè, em mồm thì lúc nóng là sữa xấu.